cút ra. Chẳng phải nó đã uống viên tử kim đan rồi sao? Sao lại như thế? Hoàng thượng, khi Sở Dương bị ám sát, đã uống một viên rồi. Nếu dùng tiếp trong thời gian ngắn, hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều. Hiện tại không còn khả năng cứu vãn. Phụ hoàng, kéo Dương Phi ra. Thả ta ra. Báo cho Hiền Phi đến đây gặp Sở Dương lần cuối. Kéo cô ta ra. Hoàng thượng, Dương gia sống rồi, ngày ấy thở rồi. Thật may là ngài không sao. May mắn thay ta không hại ngài. Đưa Sở Dương đến điện phụ, chăm sóc thật tốt. Cút. Ninh Văn Hảo, đừng khóc nữa. Xấu chết đi được. Xấu chết đi được. Miệng vẫn độc ác như thế, thà ngày chết đi còn hơn. Cô muốn bản Dương chết lắm phải không? Bản Dương này sẽ không để cô đạt được điều đó. Ta nói trước, lần này ta sẽ vào cung, vào để chữa bệnh cho Thái Thượng Hoàng. Ta không có... Ta biết. Ta tin cô. Vậy nếu như ngài đã tin ta, tại sao phải vào cung nhận tội? Ngài không phải đang lo lắng cho ta chứ? Lo lắng cho cô, bản Dương sẽ bị cô liên lụy. Sở Dương Phi, bệ hạ mời người đến Tiêu Dân Điện. Tiêu Dân Điện? Bệ hạ đây là để mình đi gặp Thái Thượng Hoàng sao? Tốt quá rồi. Cẩn thận, nhất định phải cẩn thận. Ninh Văn Hạo cũng không đến nỗi quá tệ. Ngươi hiểu biết y thuật, vậy đến xem Thái Thượng Hoàng tình hình thế nào. Niêm mạc miệng bị sưng, nướu bị viêm. Ngự y, có thể tìm được đây là loại độc nào không? Chúng thần vô năng. Vậy ngươi có thể mang ghi chép chẩn đoán cho ta xem thử được không? Thổ huyết hai lần, sau đó hôn mê, mạch đập chậm và yếu, môi xuất hiện tím tái, biểu hiện lâm sàng đầy. Không ổn rồi. Cái này, đây là dấu hiệu trúng độc chu sa. Cái này làm sao có thể được? Thái Thượng Hoàng trong cung chưa từng thấy chu sa. Chưa kể trúng độc chu sa cần phải ăn lượng lớn, mà bữa ăn hàng ngày của Thái Thượng Hoàng đều do người chuyên trách quản lý, tuyệt đối không thể trúng độc. Sở Dương Phi, ngươi vì đang muốn thoát tội dám trêu đùa trẫm. Phụ hoàng, thần không dám, thần chỉ là... Đây là cái gì? Cái này giống như viên cửu chuyển đan mà Thái Thượng Hoàng sử dụng hàng ngày. Dương Phi, có thể cho di thần xem một chút được không? Viên cửu chuyển đan này trộn với lượng lớn chu sa, nếu như uống hết thì sẽ bị chết ngay tức khắc. Phụ hoàng, chắc hẳn có người đã từng sử dụng kế này. Đầu độc hoàng tổ phụ, thần đã phát hiện ra khi hầu bệnh trước đây. Thái Thượng Hoàng không thích uống thuốc, thường ăn một nửa giấu một nửa. Khả năng đây chính là nguyên nhân trúng độc. Viên cửu chuyển đan này vẫn luôn là ngươi do Thái Y Viện tinh chế. Hoàng thượng, cái này Thái Y Viện dân thuốc hàng ngày, tất cả đều được kiểm tra cẩn thận, không thể nào có độc. Phụ hoàng, Thái Y Viện có nhiều tai mắt, không dễ động thủ. Thần nghi ngờ tên hung thủ trốn trong Tiêu Dân Điện. Người đâu?
Bệ hạ, phong tỏa Thái Y viện, kiểm tra cẩn thận. Sắp tới, những người hầu cận Thái Thượng Hoàng tìm hết đến đây. Trẫm muốn xem là kẻ nào to gan như vậy. Dân. Bắt đầu tra khảo từ hắn ta, cho đến khi có người thừa nhận. Hoàng thượng, nô tài đã hầu hạ Thái Thượng Hoàng nhiều năm, một lòng trung thành tận tụy, có trời đất chứng giám. Hoàng thượng, nô tài tuyệt đối không dám mưu hại Thái Thượng Hoàng. Dùng hình. Hoàng thượng, xin tha cho thần. Hoàng thượng, xin tha mạng. Hoàng thượng, xin tha mạng cho thần. Hoàng thượng, xin tha mạng cho thần. Dừng tay. Thuốc là lão đô đổ, lão đô nhận tội. Tiểu Hỷ, người đang nói cái gì vậy? Hôm trước lão đô đã tới Thái Y viện đối dương cửu chuyển đan, cố tình đuổi Trương Công Công đi, sau đó phục vụ Thái Thượng Hoàng uống thuốc. Đó là sơ sót của lão đô, quên mất Thái Thượng Hoàng lén lút giấu thuốc. Bằng không chắc chắn phải hoàn hảo không kẻ hở. Tốt lắm, Hỷ Mama, ngươi đã ở bên Thái Thượng Hoàng từ nhỏ, Thái Thượng Hoàng đối với ngươi ân tình nặng như núi. Tại sao ngươi làm vậy? Nói, là ai ra lệnh cho ngươi? Không ai ra lệnh. Hoàng thượng hãy ban chết cho lão nô đi. Nếu đã như vậy, trẫm sẽ giúp ngươi. Hoàng thượng, Hỷ Mama đã theo Hoàng Thái Thượng nhiều năm, ngày xưa cũng từng giúp đỡ Hoàng thượng. Vài vị dương gia đều do bà ấy nuôi nấng. Bây giờ Thái Thượng Hoàng vẫn đang lâm bệnh, nếu ban chết cho bà ấy, chỉ sợ Thái Thượng Hoàng tỉnh lại sẽ rất thương tâm. Mà thôi, tống Hỷ Mama vào nhà lao, để Thái Thượng Hoàng tỉnh lại định đoạt lần nữa. Thái y ở lại giúp Thái Thượng Hoàng giải độc, những người khác đều lui xuống. Hỷ Mama, bà đã đầu độc Thái Thượng Hoàng là để hãm hại ta, hay là Dương Phi đã nghĩ như vậy? Thì coi là vậy đi. Hỷ Mama, ngày đó bà đã chữa vết thương cho ta, binh vực ta. Ta còn tưởng hoàng cung rộng lớn như vậy, cuối cùng cũng có người quan tâm đến ta. Nhưng không ngờ sẽ như thế này. Lão nô làm Dương Phi thất vọng rồi. Lão nô phạm phải sai lầm lớn không thể cứu vãn, không dám cầu xin sự tha thứ từ ai. Nhưng lão nô xin Dương Phi nói với Dương gia: thiên tử vô tình, hoàng gia vô thân, dưới quyền lực người thân máu mủ còn như vậy, huống chi là người cũ. Bà ấy nói rốt cuộc có ý gì? Hỷ Mama thật sự đã nói vậy sao? Đúng. Ngài nói Hỷ Mama rốt cuộc có ý gì? Liệu có phải là người quen cũ của bà ấy sai khiến bà ấy bỏ độc không? Chỉ là một lời khuyên, đừng suy đoán linh tinh. Tránh ra, ta không thèm can thiệp vào chuyện gia đình của ngài. Chuyện chúng ta là một gia đình. Nguyên Khanh Lăng, cô bây giờ nói thật sự càng ngày càng không biết chừng mực. Cô định làm gì? Ngài tránh ra. Hoàng tổ phụ vẫn chưa tỉnh, bây giờ cô vẫn có tâm trí để ngủ sao? Dù trời có sập cũng có người chống đỡ rồi, ta đương nhiên yên tâm rồi. Nguyên Khanh Lăng, bản nhân thực sự là... Dương gia, Dương Phi. Dương gia, Dương Phi.
Bản Dương, vừa nãy chỉ sợ là cô bị rơi xuống. Ninh Văn Hạo, sao ngài dám lợi dụng ta? Thường Công Công đến sớm vậy, vì việc gì vậy? Thái Thượng Hoàng đã tỉnh rồi, mời Dương Phi qua đó. Nữ nhân chết tiệt, cô đợi đó cho ta. Nguyên Khanh Lăng này không biết nặng nhẹ. Hạo ca, để muội giúp huynh. Cô đến đây làm gì? Muội lo lắng về vết thương của huynh. Muội nghe bọn họ nói huynh ở bên ngoài thư phòng của hoàng thượng, suýt chút nữa là mất mạng. Vì thế cô đến xem liệu ta có giữ được hay không. Muội là đang lo lắng cho huynh. Ngày đó ở Tiêu Vân Điện, trong túi thơm của Nguyên Khanh Lăng có cỏ tử đằng, là cô đặt vào phải không? Huynh hoài nghi muội. Chúng ta là thanh mai trúc mã nhiều năm, bất cứ ai cũng có thể nghi ngờ muội, nhưng huynh không thể. Nguyên Khanh Lăng thật tài giỏi, một viên từ cỏ tử đằng đã phá hủy niềm tin của huynh với ta. Cô ấy đúng là như thế. Thứ mà bản thân không có được, người khác cũng đừng mong có được. Vậy ra cô nghĩ như vậy. Thật đáng tiếc, cô đã quên một điều. Từ khi Nguyên Khanh Lăng vào Sở Dương Phủ, chưa từng bước vào Tiêu Vân Điện. Vì thế cô ấy không thể nào biết Hoàng Tổ Phụ bị dị ứng với cỏ tử đằng. Cái gì? Cái đó, vậy cô ấy chắc chắn là nghe nó từ nơi khác. Dù sao cô ấy là con gái của Tĩnh Hồng. Minh Thúy, không nhắc đến chuyện đã qua. Hôm nay Bản Dương chỉ hỏi cô một câu chân thật. Người sai khiến Hỉ Ma Ma rốt cuộc có phải là cô không? Sở Dương, nếu huynh nghi ngờ ta, mang bằng chứng đến đây. Không cần phải lấy thông tin từ ta. Những việc ta không làm, ta nhất định không nhận. Sở Dương Phi, còn có công cứu được Thái Thượng Hoàng, ban thưởng hai chuỗi ngọc trai Nam Chu. Đây là cống phẩm lưu ly dâng lên. Hai chuỗi ngọc trai Nam Chu đều thưởng cho con, còn không mau tạ ơn. Con tạ ơn. Miễn lễ. Vụ ám sát Lão Ngũ xử lý thế nào rồi? Vẫn đang điều tra. Ta nghe nói là Kỷ Dương nhân việc ám sát này thực sự đã vu khống cho Sở Dương hãm hại ta. Kỷ Dương nói bản thân nhất thời kích động, ăn nói hồ đồ. Ta xem ra nó đang ở kinh thành, nhàm chán quá rồi. Ngươi để cho nó đi ra ngoài làm nhiệm vụ, để nó rèn luyện thêm. Gần đây Đình Giang phủ báo có thổ phỉ, trẫm muốn phái Kỷ Dương đi trấn áp thổ phỉ. Trấn áp thổ phỉ là một việc lớn, ngươi đừng để nó sốt ruột quay về. Phụ hoàng nói phải. Phụ hoàng đã bình an vô sự, nhi thần đi xử lý chính sự trước. Đa tạ hoàng tổ phụ. Dương Phi, con thật sự không ngốc chút nào. Ta đã từng hứa với con, nếu con có thể cứu được Sở Dương, ta nhất định phải đồng ý với con mọi yêu cầu. Con nói đi. Hoàng tổ phụ, con chỉ có một yêu cầu. Cứ nói đi. Con muốn làm hòa ly với Sở Dương. Hòa ly? Ta đồng ý. Đa tạ hoàng tổ phụ. Chờ đã, con là người nắm giữ ngọc điệp, việc ta đồng ý cũng không có tác dụng. Hoàng thượng phải ân chuẩn mới được. Thảo nào người lại đồng ý nhanh như thế. Quá ra người không thể quyết định được. Ta chưa hỏi con đâu. Việc hòa ly đâu phải là trò đùa. Nói hòa ly là hòa ly à? Đừng làm bộ mặt khổ sở nữa. Ta đây muốn thưởng cho con một món đồ tốt. Là gì thế? Con đến xem. Đây là gậy hoàng gia, ta thưởng cho con. Vậy ban một chỉ dụ, nếu như Sở Dương dám bắt nạt con nữa,
còn lấy nó ra, xoay tròn, rồi đánh nó. Tạ ơn hoàng tổ phụ ban ân. Đôi khi trên đường đầy những chông gai, con một khi đã vượt qua thì đó là đường bằng phẳng, nhất định đừng bỏ cuộc. Nếu đi qua đó là đường bằng phẳng, quên đi. Ê là tôi chưa đi được vài bước đã bị đánh chết rồi, thà Sở Dương Phi không làm thì tốt hơn. Sao giờ mới về? Có phải lại gặp rắc rối không? Lần này ta không gặp rắc rối. Lần này hoàng tổ phụ thưởng cho ta một bảo vật. Cái gì? Đây gọi là gậy của hoàng đế. Nói là có thể không hỏi nguyên do, phụng chỉ đánh ngài. Đừng có quá phận. Làm gì? Làm gì? Đây là hoàng tổ phụ thưởng cho ta. Muốn nhìn qua một lần. Nhìn vẻ ngơ ngác của ngài kìa. Nhìn xem. Nhìn chất liệu tuyệt đối không tầm thường, là một bảo vật. Cô nhất định tìm một nơi cất nó cho kỹ, không được tùy tiện lấy ra. Ít nhất không phải lúc quan trọng thì không được mang ra. Nếu làm mất sẽ là tội lớn. Vì thế bản Dương sẽ thay cô giữ nó cho kỹ. Ê, không được. Ta sẽ tự cất giữ nó. Ta mang nó theo bên mình. Muốn nó theo bên mình thế nào? Nếu làm mất thì phải làm sao? Ta sẽ cẩn thận. Hiếm khi thấy cô vui như vậy. Bỏ đi. Dù sao cô cũng không dám đánh bản Dương. Kỳ lạ, bản Dương nhìn cô cười, sao lại cũng vui vẻ theo vậy? Chấn thương bên trong lẫn bên ngoài đều không sao. Không hổ là ta. Đó cũng là vì bản Dương có nền tảng tốt. Như cô chỉ biết hưởng thụ lười biếng, dăm bữa nửa tháng, có vấn đề gì? Được rồi, được rồi. Không liên quan gì đến ta. Đều là công lao của ngài, được chưa? Chúng ta cũng nên Dương gia Dương Phi. Đã đến giờ dùng bữa. Hôm nay Kỳ Mama đã làm những món cô thích, coi như là làm phiền cô. Nếu đã như thế, Kỳ Mama làm cho ta, làm ta cảm thấy như cứ như ta nợ ngài một ân huệ vậy. Không thích ăn, có thể không ăn. Đi thôi. Kỳ Mama nấu ngon quá. Đường Dương và Từ Nhất ăn cơm chưa? Hỏi họ làm gì? Những việc cần quản không thấy cô quản. Ta làm gì có quyền quản chứ? Tại sao lại không? Dương phủ rộng lớn như vậy, mọi việc đều trông cậy vào Thang Dương. Cô là chủ mẫu không thấy xấu hổ sao? Ta làm sao nhớ như này. Ngài đã từng nói coi ta như một con chó mà nuôi. Thế là tốt rồi. Có phải cố ý gây sự với bản Dương phải không? Ta không có. Ngài không nói thế sao? Thật nhỏ nhen. Việc đã lâu như vậy mà vẫn còn nhớ. Nếu mọi người tất cả những lời hận thù như vậy, vậy thì chúng ta có thể trò chuyện một chút. Một năm trước tại phủ công chúa, chuyện gì đã xảy ra? Ngài mới nhỏ nhen. Không nói về chuyện này nữa. Chúng ta uống rượu xóa bỏ ân oán. Bản Dương rộng lượng, không tính toán với cô. Cô cố ý phải không? Thật sự không phải. Rượu này thật sự cay quá. Vậy cô đừng uống nữa. Chúng ta hòa giải đi. Có thể, nhưng ta có một vài điều kiện. Mời nói. Thứ nhất, vẫn câu nói đó, không được động vào ta. Được. Thứ hai, không được can thiệp quá nhiều vào tự do của ta. Đương nhiên. Thứ ba, nếu như có thể, chúng ta hòa ly đi. Nếu như có thể, chúng ta hòa ly đi. Nhắc lại lần nữa, cô. Cô nói cũng là điều bản Dương đang nghĩ. Vậy thì ta yên tâm rồi. Ta còn một điều nữa. Cô còn chưa xong sao?
hay là không hòa ly nữa? Nhỏ nhen, không nói về chuyện này nữa. Rót đầy cho ta. Bản Dương no rồi, cô tự mình ăn đi. Người nhỏ gì? Dương Phi, người có phải đang cãi nhau với Dương gia không? Không có. Sao lại hỏi như vậy? Dạo này Dương gia đi sớm về muộn, chưa bao giờ vào Phượng Nghi Cát, cũng không thấy người đến Hiểu Nguyệt Cát. Cái này chắc ngày ấy bận quá. Gần đây ngày ấy không phải nhận chức quan ở Triệu Kinh Phủ sao? Tốt nhất là không gặp, sau đó tìm cơ hội làm quà với ta. Đó là Nguyên Khanh Lăng à? Con là cháu gái của ta, ta dĩ nhiên muốn giúp con xả giận. Cơn tức này xả như thế nào? Tất nhiên phải đưa cô ta qua đây. Chơi chết cô ta. Cô ấy là Sở Dương Phi. Thì là chơi Sở Dương Phi. Ngày đó Sở Dương cũng chỉ là dưới tay của ta, một tay tiên phong, chỉ dựa vào thân phận hoàng tử, trước mặt các tướng sĩ đánh ta một trận, làm bẩn hầu hết mặt mũi, thậm chí còn suýt để hoàng thượng hỏi tội. Cục tức này tích tụ trong lòng bản hầu bao năm nay, hôm nay cuối cùng cũng có thể tính xong. Vậy thì làm phiền Quế Định Hầu rồi. Người một nhà không nói hai lời. Dương Phi, người đợi ở đây một lát, tôi đi tìm thuốc. Đau quá, giúp con với. Giúp con với. Chuyện gì vậy? Bụng con đau quá, lạnh quá. Con đừng lo, ta là đại phu, ta sẽ chữa khỏi bệnh cho con. Tránh đường. Dương Phi. Dương Phi. Dương gia. Có chuyện gì vậy? Dương Phi mất tích rồi. Cô ấy lại chạy đi đâu? Sáng nay Dương Phi nói sẽ dẫn tôi đi mua thuốc, nhưng khi tôi bước ra, Dương Phi đã không thấy nữa. Người phụ nữ này cả ngày chỉ nghĩ đến việc hòa ly, lẽ nào không đợi được nữa, chạy trước rồi. Người đâu? Dương gia, tìm kiếm toàn bộ kinh thành, nhất định phải bắt được Sở Dương Phi, mang về cho ta. Dân, đi xuống đi. Dân. Thật tội nghiệp, ngươi cũng bị bắt đến đây sao? Ai? Sẽ chết nhanh thôi. Ngươi là ai? Đây là đâu? Đây là Quế Định Hầu phủ. Quế Định Hầu, hắn ta bắt ta đến đây làm gì? Cô không biết, Quế Định Hầu có thói quen bạo hành phụ nữ. Phụ nữ chết trong tay hắn ta, chỉ sợ không dưới 10 người. Đây còn chưa bao gồm kỹ nữ trong khi xuất quân và các làng lân cận, các cô gái được gọi đến. Cô là người tiếp theo. Cô là người tiếp theo. Tại sao hắn ta lại làm như vậy? Không ai quản sao? Ai quản? Không có người bị hại thì ai quản? Việc này không đến mức phải báo quan phủ. Hắn đã giải quyết nó bí mật. Có thể giải quyết bằng tiền, đưa tiền,
tiện không thể giải quyết, cố gắng báo quan phủ. Hắn sẽ sử dụng quyền lực buộc họ phải dời đi hoặc uống thuốc tự sát. Phu nhân thứ ba của Huệ Đình Hầu khi chết trên người đầy vết thương, trong bụng còn mang thai. Cô ấy bị đánh đến mức sảy thai, bị đánh chết tàn nhẫn. Tôi không thể sống nổi. Chắc cô cũng sợ. Liệu Kỳ Mama có biết mình ở đây không? Đinh Văn Hạo, Đinh Văn Hạo sao có thể quan tâm tới mình? Giữa chúng ta vốn dĩ đã như vậy, không có tình cảm. Dương gia, đôi thì dẫn người đi tìm khắp thành, không thấy Dương Phi. Chỉ thấy ở cổng phủ Huệ Đình Hầu, tìm được cái trâm của Dương Phi. Chu đại hữu, người dám ra tay với người phụ nữ của bản Dương? Người đâu? Đến Huệ Đình Hầu phủ. Chu đại hữu, người dám ra tay với người phụ nữ của bản Dương? Người đâu? Có. Đến Huệ Đình Hầu phủ. Tuân lệnh. Huệ Đình Hầu phủ. Không hay rồi. Dương gia, Dương gia, Dương gia, Dương gia. Ngày bây giờ dẫn người đến Huệ Đình Hầu phủ thực sự có chút mạo hiểm. Ngày đó ngài sẽ nhục Huệ Đình Hầu. Chuyện của cô gái dân thường khiến hắn mất mặt. Chắc hẳn hắn vẫn ôm hận trong lòng. Nếu ngài đi phát hiện Dương Phi không có ở đó, đến lúc đó hoàng thượng sẽ trách tội. Ngài vừa mới có được quan triệu kinh phủ sắp bị mất rồi. Vậy người nói bản Dương nên làm gì? Chờ đợi quan sát. Chờ đợi quan sát có thể khiến mọi việc có cơ hội nào không? Chờ đợi quan sát có thể để Dương Phi bình an vô sự trở về không? Xin Dương gia suy nghĩ kỹ. Đến lúc đó không tìm thấy Dương Phi, cô ấy là Dương Phi của bản Dương một ngày, bản Dương sẽ bảo vệ một ngày. Từ nhất có tập hợp đến trong phủ theo bản Dương. Tuân mệnh. Dương gia thật sự không sợ hoàng thượng trách phạt? Bắt đầu từ khi nào quan tâm đến Dương Phi rồi? Ta nói, tại sao ngươi chết như vậy? Ta còn chưa chơi đủ. Vừa hay ngươi đến rồi. Ngươi đến đây đi. Ta là Sở Dương Phi, ngươi dám? Sở Dương Phi? Sở Dương Phi thì làm sao? Sở Dương Phi có thể khiến ta càng phấn khích hơn. Ngươi không sợ Ninh Văn Hạo sao? Kinh thành ai mà không biết Ninh Văn Hạo đối với ngươi chán ghét tột độ. Nếu ngươi chết, vậy thì Ninh Văn Hạo còn đến cảm ơn ta. Này, ngươi yên tâm, bản hầu sẽ cho ngươi chết còn hơn cô ta, đau đớn hơn nhiều. Này, ngươi yên tâm, bản hầu sẽ cho ngươi chết còn hơn cô ta, đau đớn hơn nhiều. Trời đã. Dương gia, không phải ngài muốn chơi sao? Vậy ta cùng ngài chơi gì đó mới mẻ, thế nào? Thật sao? Muốn chơi với ám khí? Ta không được. Mình không thể để hắn ta lại làm hại người khác. Dương gia, đi. Dương gia, đi.
Đã đến lúc này rồi, ngày ấy vẫn còn bận rộn với công việc. Ngày ấy quả thực không quan tâm chút nào sự sống chết của mình. Chết tiệt Nguyên Khanh Lăng, cô ta thật sự dám cắt đứt của bản hồ. Dương gia, hiện tại Sở Dương Phi đã trốn thoát, chúng ta nên làm gì? Tìm và giết cô ta. Tuân mệnh, ta lập tức đi làm ngay. Làm ta hài lòng chính là của bản hồ. Dương gia, Sở Dương dẫn người đến. Ninh Văn Hạo, ngươi thật sự dám đến? Bây giờ hồ phủ đã không có Sở Dương Phi nữa, vậy việc này chắc chắn là hắn làm. Dù khống quan triều đình, đột nhập trái phép vào hồ phủ, để Ninh Văn Hạo rơi xuống vực thẳm, vĩnh viễn không thể đứng dậy. Dương gia mang nhiều người như vậy đến phủ của ta, có gì chỉ giáo? Có người đã tận mắt chứng kiến hầu gia bắt cóc Sở Dương Phi, sợ rằng danh tiếng hầu gia bị tổn hại, vì thế bản Dương đặc biệt dẫn theo người đến kiểm tra, để trả lại sự trong sạch cho hầu gia. Dương gia, bản hầu chưa thấy Sở Dương Phi như thế nào, hình dáng cũng chưa từng thấy, làm thế nào bắt cóc được? Du khống, toàn là du khống. Có phải du khống hay không, bản Dương kiểm tra là biết. Đây là phủ đệ của bản hầu, sao có thể để người nói tra là tra? Bản Dương nói tra là tra. Dương gia có quyền uy thật lớn, đến đây để điều tra, bản hồ hoàn toàn không có lý do không hợp tác. Nhưng nếu không tìm ra được, ta sẽ đến trước mặt bệ hạ tố cáo ngươi. Thang Dương, Từ Nhất, có. Kiểm tra cho bản Dương, nhất định phải giúp Huệ Đình Hầu nhìn rõ có gì ẩn giấu trong phủ này. Lối đi bí mật, không được bỏ qua ngóc ngách nào. Các ngươi kiểm tra. Hắn ta cũng hợp tác như vậy, có phải là Nguyên Khanh Lăng đã được xử lý? Nếu không tìm ra, ngươi xong rồi. Dương gia, toàn bộ phủ đã được kiểm tra, không tìm thấy dấu vết của Dương Phi. Không thể nào, chẳng lẽ Nguyên Khanh Lăng cố ý? Dương gia, còn một nơi khác, nói phòng sách của hầu gia, nhưng lại có căn phòng bí mật. Lục soát. Dương gia, không có gì. Đây là phòng sách của ta, có những tài liệu chứa đựng bí mật của quân ta và bản phát thảo vũ khí. Ngài đưa người đó vào phòng riêng, ăn cắp tài liệu mật quân sự của ta và phát quả. Dương gia, đây là tội lớn, bị giam giữ và xử tử. Không hay, bị lừa rồi. Hầu gia có mưu kế giỏi. Dương gia có nhớ không, trước đây trong doanh tướng, hầu gia đã nói gì? Rồi có một ngày cậu rơi vào tay ta, ta sẽ để cho cậu sống không bằng chết, không có cơ hội đứng dậy. Nếu để bản Dương điều tra rõ ràng Nguyên Khanh Lăng đã bị ngươi giết, bản Dương sẽ liều mạng này cũng sẽ giết ngươi. Dương gia, ngươi đánh giá cao bản thân quá. Sau hôm nay, ngươi thậm chí không thể tự bảo vệ mình, vẫn nên để ý một chút mạng sống của mình. Chuẩn bị xe ngựa rời phủ, ta muốn cùng Dương gia bàn luận trên kim điện. Chuẩn bị xe ngựa rời phủ, ta muốn cùng Dương gia bàn luận trên kim điện. Cứu ta với! Cứu ta với! Dương gia, là Dương Phi. Đừng khóc, cô không sao chứ? Là hắn, chính hắn bắt cóc ta, còn tra tấn ta, buộc ta phải nói. Hoàng thượng tin tưởng Dương gia là lý do giao chức quan triệu kinh phủ. Ngươi đang nói dớ dẫn gì thế? Bắt cóc Dương Phi, xem thường thánh chỉ, theo bản Dương gặp hoàng thượng giải thích. Bắt lý. Tránh đường, sao nào? Những người còn lại, đưa Dương Phi về phủ. Đợi chút,
Vậy ta sẽ về phủ đợi ngài. Giúp hắn đứng dậy, đi gặp hoàng thượng. Phụ hoàng, Quế Đình Hầu không chỉ thiết kế bẫy cho Nhi Thần và Dương Phi, những năm này còn làm hại người vô tội. Tội ác của hắn đáng bị trừng phạt. Ngươi cũng nghĩ như vậy, nhưng trẫm nghĩ bị kết án lưu đày là đủ rồi. Phụ hoàng, phụ hoàng, rốt cuộc Quế Đình Hầu đã từng lập chiến công cho bắt đường ta, chưa kể đến việc này, nó liên quan đến danh tiết của Sở Dương Phi. Đừng làm ầm ĩ lên. Ý của ta và Chu thừa tướng đều là vì tội lạm quyền lưu đày ở Càn Lý, để không làm lạnh lòng dân. Phụ hoàng không làm lạnh lòng dân hay để tâm đến Chu gia, hỗn sược. Ý trẫm đã quyết, không cần phải nói. Thần tạ ơn hoàng thượng. Dương Phi, may người không sao, làm lão đô sợ quá. Lần này ta cũng sợ. Mama, người nói Quế Đình Hầu làm tổn thương vô số người, ta sao lại chưa bị trừng trị? Lần này ồn ào đến tận triều đình, người nghĩ hắn ta sẽ bị kết tội không? Chắc chắn, dù sao hắn cũng có ý định hại người, Dương gia sẽ không tha cho hắn. Dương gia, liệu có gì ta mà gây thù chuốc oán không? Người không biết đó thôi. Đây là lần đầu tiên lão đô nhìn thấy Dương gia lo lắng như vậy. Ngay cả Đường đại nhân khuyên can cũng không nghe nữa. Nếu tối nay không tìm thấy người, Dương gia là người phải chịu trách nhiệm. Người đó, ngài ấy chấp nhận rủi ro, không do dự, vẫn đang tìm kiếm người. Dương Phi, trong lòng Dương gia có người. Ta cũng không ngờ ngài ấy thật sự đến cứu ta. Có vẻ như vậy, trong lòng ngài ấy thật sự có ta. Đó là điều chắc chắn rồi. Dương Phi, tình cảm của người với Dương gia ngày càng tốt. Dương gia đã về. Dương gia về rồi. Không ra thể thống gì. Hôm nay cảm ơn ngài đã cứu ta. Gần đây kinh thành không được yên bình. Cô là Sở Dương Phi, dù cô muốn rời khỏi ta cũng không thể chạy loanh quanh được. Ta cảm thấy bây giờ không hòa ly có thể sống tạm qua ngày. Cái gì mà sống tạm? Ngài không nghe rõ thì thôi. Ồ đúng rồi, Quế Đình Hầu ở đâu? Hắn ta có bị xử tử không?